nó bò tận giường cắn này cho cảnh để cho con cá cho. Đấy, đầu ngắn này, đấy cái đầu ra anh nhá. Thấy không? Cẩn thận đấy, chuyển sang đúng chưa? Ui, thế mà chuyển kinh nhỉ. Chúng nó quỷ không? Kiến cho con ra cái đá em. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Đấy, 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 em ơi. Ui. Đây 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 đây. Có ăn không hay. Ui đâu 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 bà ơi. Đâu 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 đâu. Nó vừa trong đúng gạch rồi bà. Vào trong đúng gạch này này. Bắt gà này. Bà vừa thấy rồi đây à? Vào đây nó chạy vào chỗ này này. Đây này. Ui trời ơi, sợ quá. Ui. Ui sợ lắm. Ui bấy chạy. Ui vừa chạy chạy rồi. Sợ lắm. Vừa để bọn cháu tìm một cháu bắt cho. To không bà? Con rắn to lắm nó chạy đúng gạch đấy. Đấy, đấy, ở trong đấy đấy. Nhầm cứ đỡ bình tĩnh thôi. Mở ra vào cho gà ăn, mà thấy nó vào đây à? Vừa ra cho gà ăn, nó chạy tụt vào trong rồi đấy. Chạy tụt trong này rồi. Chạy tụt vào trong đống gạch đấy. Cẩn thận nhá. Đây này, dẹp dẹp hay là xong nhắm bọn nó vào bên này. Nhắm bọn vào một đống thôi. Đấy, cứ đỡ đều đâu. Mọi người thì người dân người ta thấy một con rắn tại đây mà mình hiện tại là mình chưa biết rắn gì mình nhé. Giờ anh em sẽ giữ ra xem trong có những con rắn gì. Nói chung vừa gặp thôi thì không thể chạy đâu được. Không, nó ở đống gạch này thì nó chỉ có đống gạch này thôi, không chưa chạy đâu đâu. Hả? Ôi, chắc con chuột. Chắc chuột. Chắc con chuột. Rắn nó công vào nó ăn đấy bà. Chết cuối này. Rắn ăn đi. Ui đây đây đây. Đâu 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 đâu. Ui, đã thấy rồi này. Quá. Ui còn to phết thì. Đây còn phết đấy. Vứt vào. Ui, cẩn thận đây rồi. Đây này, thấy chưa? Tính chưa? Úi giời ơi. Con rắn luôn. Con rắn luôn. Ôi nó chạy trong luôn. Phải đỡ hết đống gạch với bắt nó chứ, chắc phải đỡ ra. Không đứt người đấy. Thằng nào chả phải đỡ hết. Nôn trước hết người. Tay nhá. Đây đang đây rồi nhỉ? Đây. Đấy. 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 Hết là khi đây vẫn còn mới còn đấy. Đấy. Đây. Đây rồi. Đây. Hai bà hãi và đứng nép kìa. Còn có hai con thì sợ quá, tôi chồng đây tôi sợ quá. Nó nay vào cái mất gà là nó cắn đấy. Đấy, từ đó đây mất mấy con gà con. Cái này có cắn gà gà bá. Bá này. Có thế à? Đây chứ bá đây ông bỏ đi. Chế lại túi rồi. Bỏ túi rồi, túi rồi. Bỏ sao cả em này. Ở nhà chim cống có con chưa bắt được. Ừ, có. Này, bỏ túi đi này. Ui, nhưng mà chui vào cái nền móng đấy không ấy được. Móng nào? Lỗ chuột đấy, lỗ chuột cái nền móng nhỉ. Móng tường cái gì? Vẫn nó còn đấy chứ. Đấy là chị á? Ừ. Chỗ nào? Con lợn này. Dạ. Cháu đi bắt hả? Hổ mai nó bằng cặp lia nó bằng đúng cái gậy đứng kia kìa. Đấy. Nhà chín cũng là một con hổ mai nữa à? Đâu tiếp thì chắc còn nữa đấy. Đống gạch to này thấy một con cứ phải đỡ tiếp. Sao biết đâu. Đi găng tay vào cháu. Không cần đâu. Không có thuốc này đâu sao. Cuốc lọc đấy. Chiến đỡ bên kia. Anh ơi, tránh xa tôi này. Anh xa không ạ? Đất ý. Không biết được nó học vào ngày gần. Nhưng mà kia quả. Bà sao không sao. Đây là ai? Ở bên nhà xác không? Tiến tây này. À. Chú ấy. Nhà đất ý của cụ. Cái nhà của cụ nó còn một châu. Cô đang nghĩ của vậy. Đứng ở đất ý. Đứng ở đất ý. Đứng ở đất ý. Đứng ở đất ý. Đứng ở ngày xưa từng đất đầy rắn, nó bò trên tường. Nó ngủ cùng, mèo nó ngủ cùng luôn, nó ngủ cái phía nhà. Đâu đâu đâu? Phải không? Nhìn cái đuôi rồi. Bây giờ lỡ ở đôi. Đây 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 đây. Đâu đâu?
nhưng mà chưa nhìn được. Chưa nhìn được. Chưa nhìn được. Nó mới vào à? Chưa nhìn được. Đây nó làm đúng lỗ. Đúng không? Con long đêm nó cắn dữ lắm. Mai thì đưa đúng cạnh cái gì không để đấy được đấy. Cái gì để làm gì? Cứ để thì nó không bắn vào nó chung với chỗ tôi. Tự nhiên nó bị rắn nằm. Tối nó bò. Mai định thấy bếp. Đây đây. Thấy chưa? Đó. Đó đây rồi, thấy. Thấy có tí đây rồi. Cứ đúng cạnh rồi, cứ đúng cạnh rồi hết rồi. Ngươi đỡ hẳn lên chân nào. Đỡ đỡ đi nhé. Đúng rồi, trốn đi đống gạch một đấy. Ê, úi giời, quận kia. Ui đây là ai, một xe là ai. Không, phải là ai. À, to hơn đấy. To hơn. Cầm một viên gạch này. Nhiều gỡ to hơn đi. Đây là ai. Đó chưa? Úi đang trườn này. Kinh chưa này. Ui cái đống gạch vậy mà nó có lỗ nó trườn kinh nhỉ. Tôi không biết nó chạy đường nào kìa. Kinh hồi cố nó ra tính nữa xem nào. Phát hiện thêm con nữa đây bà. Vài con nữa à, vậy là hai con à? Vâng. Nó mới xây đây đâu rồi. Mới từ cái hôm nó làm cái chỗ này, sao nó lên này thế nhỉ? Cái hôm lấy thành ở trong trong nó chui nó đi, chết là sợ. Nó còn đúng cảnh nữa. Nó còn vào nó cắn chết mấy người. Cô đi xin băng về làm cái này mà. Ơ, nghệ an nó bỏ nó tận trường, nó cắn này. Đấy không? Phải thật nãy chuyển hay đúng chưa? Ui, thế mà nó trườn kinh nhỉ? Chú đúng kinh không? Chiến cho con ra kia em. Đấy thấy chưa mọi người thấy không? Đấy phát hiện đấy cho nó phải cổ ra. Đấy đấy như vậy nhá. Hai con luôn nhá. Cảm ơn nhá, cảm ơn các cháu nhá, không thì nó cắn chết. Hai con rắn hổ mang người nhá. Hai con rắn hổ mang. Này dài giống người này à? Con này to hơn đúng không? Con này dài hơn. Con này to dài hơn ấy. Nó cứ ở có đôi bỏ ba nó đó kìa. Cái gì vậy cơ? Nó sợ luôn. Con có nó hổ mang. Nó cứ ở đôi chứ bác ạ. Con sẵn đi. Anh em tới đây nó bắt được hai con là mọi người nhá. Hai con luôn. Con đứa đấy này đêm nó mới ra. Con này đêm nó mới ra. Nó vào nó chả. Rồi nhé. Nó vào trong nhà nhà bà ấy với này. Bấy gọi trái cho bà ấy. Bỏ túi đi. Thì nó đi được quê thì nó nhiều rắn lắm. Quê nhiều rắn lắm. Mình cũng nhiều rắn lắm. Bảy đi đi tìm. Bảy đi tìm. Người biết rồi đúng không? Thấy mọi người thấy người dân người ta kể. Kinh quá. Hoàn toàn thật luôn đúng không? Quá kinh khủng luôn. Quay chẳng. Nếu hết cái ống gạch này coi thế nào. Hết ống gạch thì có biết còn nữa không? Còn nữa không? Hai con rỡ nốt cái này ra. Rỡ rỡ nốt cái chỗ này ra. Rỡ còn con nữa ra. Đây gặp rắn liên tục ý, nhờ này, quê mình ý. Quê mình nắm rắn lắm. Chứ mà dưới ông già, giống như ông già nhà tôi không ít người đỏ. Một rắn to một con tay như này, dài như này này. Wow. Hết rồi, hết rồi. Chắc hết rồi, không đôi rồi. Hôm nay anh em nhận được người dân ở tới đây này, bắt được hai con rồi nhá. Có lẽ là cái video của anh em sẽ kết thúc tại đây. Mọi người xem video của anh em mình cảm hay, nhớ like, chia sẻ đăng kênh của anh em nhé. Cảm ơn mọi người nhé.